Dưới đây là 10 điều lãng phí nhất cuộc đời, mọi người nên cân nhắc nhé. 1. Sức khỏe. Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ. Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hóa nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khỏe thì đã muộn. 2. Không đọc sách. Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét tự động. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí nửa cuộc đời cho những ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì. 3. Thời gian. Mỗi thời khắc vàng ngọc qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là không, hãy xem lại quỹ thời gian của mình bạn nhé. 4. Tiền bạc. Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn. 5. Tuổi trẻ là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khỏe và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. Trẻ ăn chơi, già hối hận là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ. 6. Cơ hội. Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu bạn thờ ơ để vận may vượt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước. 7. Nhan sắc là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên tuổi thọ của nhan sắc có hạn, thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ. 8. Sống độc thân. Giới trẻ ngày nay theo trào lưu chủ nghĩa độc thân. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng hoặc vợ con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy. 9. Không đi du lịch. Một vị nhân đã từng nói, khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé. 10. Không học tập. Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ dàng thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy.